Bây giờ sẽ là hai nhân vật đội trưởng ngày hôm nay. Huy có cảm giác ngày hôm nay sẽ đón chào hai vị khách mời có thủ đoạn nữa. Dữ vậy sao anh? Anh thấy ghê lắm. Anh thấy cái luồng sát khí lưng anh. Dạ. Yeah. Đầu tiên là Tràng Hoàng Tử đến từ vương quốc của những cục tạ. Anh ấy dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để tập tạ, mặc dù là ca sĩ. Xin trân trọng giới thiệu bé Will. Anh chơi với nơi có phố quen bình thường, từng là tất cả hôm ấy mây xanh ngã trời. Cố giữ lấy chút ấm mà từ tay em. Anh biết sao được hôm nay mình chia tay. Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình vẫn đây mà, vậy cớ sao em vội xa? Những món quà cùng lời chúc yêu anh thiết tha, chỉ mỗi anh là nhớ em của hôm qua, tận cùng của nỗi nhớ. Em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ, em có biết là gì không? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen. Rồi chia tay. Mọi người ơi, anh đừng một lần ngược thời gian, thì chẳng ngày chi anh sẽ về nơi lúc xưa. Ở phố đông người vội vàng quá, ta vô tình chạm nhẹ vào nhau. Một thoáng mơ mộng để anh ngỡ say một đời. Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười, giờ mỗi đêm về chỉ có anh với nỗi cô đơn. Anh tránh mình chẳng thể xóa đi hết tất cả. Muốn hỏi em là em có còn yêu anh? Tận cùng của nỗi nhớ, em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ, em có biết là gì không? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen. Nếu chia tay là chuyện thời gian, cũng từ nói mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Cả hai rồi sẽ lại yêu, lại đi tìm trên con đường mới. Có một người để chờ để nhớ, mà sao anh vẫn cứ nhớ em người ơi. Wow, wow. Nỗi nhớ em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ, anh có biết là gì không? Em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen. Giờ chia tay.
là lần đầu tiên Chú Ý xin gửi lời chào đến quý vị khán giả, các bạn xem đài là chào trân trọng nhất. Quá wow, hôm nay nhìn gọn người ha. Bớt tạp tạ rồi. Huy không nhận cả thanh thương tạp tạ như Huy nói đâu nha Huy. Nhớ ngày xưa lúc mà Huy quay. Ơ cái gì? Ơ cái gì? Em đang kiểm tra coi tạp tạ đó phải đô á. Đô lắm. Mày giờ bớt. Cái gì vậy anh Will? Bớt tập cái người bị yếu đụng cái đau quá. Đây là Will, là một những người chơi đã có kinh nghiệm với chúng tôi rồi. Bạn thắng bao nhiêu tiền? Có lẽ là hình như là mười mấy triệu. Đó hay chưa? Nhưng mà bằng thủ đoạn đúng không? Không, bằng cả cái khả năng và sự hiểu biết của mình thôi. Từ từ. Em tới ra rồi. Còn đâu bao đêm trong xanh tét. Cái gì? Từ từ, cái gì? Từ từ ơi. Bị ho. Bị ho. Trời ơi. Trời ơi, người chơi thủ đoạn. Đây là một những ca sĩ thủ đoạn nhất thủ biết. Đoạn quá. Wow. Và ngày hôm nay tôi sẽ không nói một bất kỳ một điều gì, tôi chỉ để kết quả để chứng minh tất cả thôi. Wow, doanh nhân, doanh nhân. Đúng vậy, kết quả sẽ thuộc vào số tiền chúng ta đang có, đúng không Huy? Kết quả qua những con số thôi mọi người ạ. Do đối thủ của bạn là một chàng trai cũng tính toán giỏi lắm. Anh ấy là một trong những doanh nhân trẻ luôn. Trẻ luôn. Dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để ăn thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. Để ăn. Xin mời tôi đồng giới thiệu ca sĩ Chí Thiện. Chỉ biết anh
không? Dành cả đời mình để ăn. Cái vòng mà dành thanh xuân để ăn đó là phải nhìn cái mặt mà nói chuyện. Đây. À, gì? Cái mặt nọng nè, đúng không? Trời ơi, cỡ đâu mọi người bị sao vậy? Đây nè, bây giờ Huy Tấn làm trò rồi nha. Ảnh cái cầm xuống. 1 2. Ủa cái gì? Ảnh cái cầm này nè chứ phải đưa cái đầu. Không không, thôi anh thấy rõ. Thấy rõ nọng bên đó luôn á. Gì? Ghi la như thế mà mọi người bị sao vậy? Và ngày hôm nay Chí Thiện là một trong những cựu người chơi. Chơi nhiều lắm. Chơi nhiều lắm. Kiểu như cái chơi mối á. À, ký võ sĩ. À, và ngày hôm nay cựu người chơi quay trở lại với hy vọng rằng được một lần thắng ở trong đời. Ủa vậy lần trước là anh thua? Không quê, thua đâu mới đầu. Quê luôn. Quê. Vậy còn Will ngày hôm nay quay trở lại với sàn đấu ca từ thì không biết mình có chuẩn bị gọi là chiến thuật gì hay chưa? Will đã chuẩn bị tới phương án tệ nhất. Cái gì vậy? Đó chính là quê chia đôi tiền nhanh. Quê chia đôi tiền nhanh. Trời ơi. Không phải thua, không thua được đâu. Đừng để thua mọi người ơi. Đừng để thua. Rồi, hai đội trưởng với một phương châm rất thực dụng như vậy. Vui là chính, vui là chính. Vui là chính. Xin mời hai đội trưởng hãy về vị trí của mình. Xin mời các bạn. Xin mời. Rồi. Bốn người chơi, bốn màu sắc khác nhau. Các bạn phải thể hiện tài năng thuyết phục của mình để chiêu mộ họ về đội của mình. Sau khi mà gọi là cụ của cái game này á, thì Thiện cảm thấy rằng là cái phần này là phần rất quan trọng. Nhiều khi đội trưởng có vậy chỉ để làm kiển. Làm kiển thôi. Người chơi mới là người quan trọng. Danh sách ngày hôm nay, những người chơi chúng tôi toàn những người đến từ nước ngoài không? Hollywood. Wow, wow. Khắp nơi trên thế giới. Ngay cả bố của chúng ta cũng là người nước ngoài nè. Sam Will Corn. Mr. Nice là anh chính. Ủa đâu liên quan đến Thiện? Nice là tốt là Thiện á. Đó, à, đó. Rồi, vậy cũng còn bắp là Corn đúng không? Corn. Và bây giờ một người chơi đầu tiên, không biết được từ quốc gia nào đây. Xin mời người chơi đầu tiên. Thật nhiều. Anh từ lâu em đã luôn giữ trong lòng bóng hình anh. Thôi. Đậm sâu như ngại ngùng chẳng nói lên câu nên đành lặng im. Đành giao hết những tâm tư vào trong từng dòng viết về anh, từng dòng viết ngẩn ngơ về một thế giới mộng mơ. Và trái tim run từng nhịp theo từng ánh mắt của anh, từng lời nhắn của anh. Nụ cười ấy khiến em muốn nói với anh, với anh bao điều rằng hôm nay anh đang làm gì. Do you miss me? Oh oh. Hôm nay em chẳng làm gì, chỉ ngồi nhớ anh vậy thôi. Hôm nay anh đang làm gì. Do you miss me? Oh oh. Rồi sao anh chưa đỗ em để đêm về em thấy nắng ở trong tim này. 10 vạn câu hỏi vì sao chẳng giải thích được vì sao em thích anh. Em có một siêu năng lực là siêu thích anh. Đêm đêm nằm mơ về anh, nhưng mà là thấy anh thả thính dù là copy, nhưng tình yêu em luôn chẳng hay. Đành cố giấu bao suy tư trong đầu và cứ thế anh mang đi u sầu. Sợ một ai đó đưa anh xa rời. Khiến con tim em hao gậy, ngày dần khiến yêu thương thêm đau đầy. Em sẽ mang hết tâm tư trong tim này nói ra. Woo!
ơi, bạn giới thiệu cho mình nào. À, em chào mọi người, em tên là Fanny. Em năm nay 21 tuổi và em làm YouTuber ạ. Fanny, Fanny, chị muốn làm rõ ràng một cái số vấn đề ở đây á, bởi vì có nhiều nhân vật ảo tưởng á. Nhưng mà em hát cái bài này á, em có nhìn về một số đối tượng và họ nghĩ là em trao tình cảm cho họ. Và họ mắc cỡ, họ bẽn lẽn, họ bung đùa, họ chạy tới chạy lui. Ba đứa mình nè, bây giờ à, tôi không hề mắc cỡ, tôi không hề bung đùa. Trời ơi, không hề mắc cỡ đâu mọi người. Em bắn tim cho ai, hay em nói đi. Hay là em chỉ minh họa cho bài hát thôi Fanny. Dạ thật sự là em chỉ minh họa cho bài hát của em thôi đó mọi người. Đó thấy chưa? Có làm những cho người vô đau tim bé ơi. Fanny, Fanny này này, em bao nhiêu tuổi? Em 21 ạ. Ờ, Huy nhiêu tuổi? 22. 22. Dạ, cái bị lú không nội? Hả? Hoang tưởng không? Dạ, cái bị hoang tưởng đúng không? Không. Em thuộc lời nhiều bài hát hay không? Em cũng thuộc khá khá, em cũng thuộc những cái bài K-pop nữa. Cho nên là chọn về đội em thì em nghĩ là mọi người có thể Hàn Quốc thêm được chút xíu. Ý, vậy hay là sẵn ở đây á hả, có thể nào Fanny có thể tặng cho quý vị khán giả một đoạn nhỏ nhỏ? Em nhảy một đoạn chút xíu. Rồi, rồi, okay. Hai đứa mình đẹp ha. Rồi như hai người nhảy chuyên nghiệp. Dancer. Rồi, mày bị đau khớp hả? Mày bị đau khớp hả? Giờ bẻ hả? Cái gì vậy? Tí chọn á. Trời đất ơi. Hả? Sao vậy? Thì anh chọn đúng không? Ừ. Thôi vậy em không chọn luôn này đó. Vậy nó hỏi mình chọn chi vậy? Thì lỡ biết đâu em không chọn là anh chọn là thuộc về anh luôn. Như vậy, thưa quý vị, luật chơi chúng ta đã rõ ràng. Hai đội trưởng chọn cùng một người chơi thì bạn ấy được quyền chọn ngược lại đội trưởng của mình, hoặc là đưa ra thử thách để chọn đội trưởng. Ở gì bỏ đi. À, bỏ rồi hả anh? Ừ. Cái gì? Anh bỏ rồi hả? Tại sao anh lại từ bỏ em sớm như vậy chứ? Ok, vậy anh nhấn. Đó, trời ơi. Em thấy rồi. Nghe thử thách của bạn muốn đưa cho hai bạn nè. Em thử thách gì? À, chắc là em nhờ hai người nhảy một đoạn giống em hồi nãy. Ôi. Wow. Vậy thì hai mình nhảy chung. Nhưng mà tiêu chí chọn của em nó khác lắm. Anh cứ nhảy đi. Xin mời Fanny lùi về sau chấm điểm cho hai chàng trai. Xin mời âm nhạc lên. Ủa? Có gì mà có động tác tế thần Will? Nhảy gì vậy? Gì? Sao? Cái này không phải gọi là phá cách đâu. Hai đứa phá nát luôn. Không rồi đó, bây giờ là đợi coi ý kiến của Fanny như thế nào nè. Mới đầu vô mệt rồi đó. Thủ già sức yếu. Thật sự thì em thấy ai cũng dễ thương hết trơn á. Anh Quy thì rất là thuộc bài, nhưng mà anh Chí Thiện có một cái điệu nhảy mà em rất là ấn tượng. Đó là điệu nhảy giống như anh Quang Su ở trong Running Man của em. Đúng rồi. Em rất là mê anh Quang Su cho nên là... Rồi, chúc mừng Chí Thiện. Em chào đội anh Chí Thiện nè. Ok rồi. Xin mời người chơi thứ hai. Trời ơi, mời bạn. Wow. Em về thấy trên trời đầy mây trắng, đón em về em rực rỡ giữa rừng hoa. Ngày vừa 20 em ùa vào đời, đời vừa 20 xanh lạ. Đón em về thấy trên tay mùa về rất mới, đón em vào trong xin người, đón em về viếng thăm chân trời.
thấy trong tim em rừng hồng thôi. Một mùa về rất mây đón hai vợ chồng xinh tươi, đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng. Mỗi trăm tiếng ca làm thơm vườn trăng, hai mươi em tung tăng cho vui đời. Em là nụ cười rất mây ra đưa vào xuân. Mời bé giới thiệu về bản thân mình cho mọi người cùng được biết. Dạ, em tên là Hồng Anh, năm nay em 17 tuổi. Nó đúng ra là 17 tuổi rưỡi ạ. Oh. Wow. Một cô bé 18. Gì vậy trời? À nó nghe nào. Ê, không thiệt. Phải cái mặt anh nè. Lúc đó biến thái dữ lắm thiệt. Mình bớt nói nha anh Thiện. Anh đứng yên nè, nè. Không phải, tự nhiên trong đầu anh nó nhớ cái đoạn đó. Wow. Cái mặt mà nó có cái lửa bên trong luôn á. Nó có ác khí nữa. Ác khí, tà khí. Ác đâu không thấy được. Hiện tại bây giờ thì bé đang đi học hay là mình đã... Dạ em đang học lớp 12 à. Học lớp 12. Mấy bạn mà còn đi học á là còn rất là nhiều thời gian cho nên nghe nhạc rất là nhiều. Ừ, nhưng mà mấy bạn thuộc hay không chưa biết. Chỉ bạn nghe nhiều thôi. Rồi bây giờ hai anh đều chọn bé hết vậy bé chọn ai? Dạ em có thể đưa ra một thử thách nhỏ cho hai anh. Bỏ đi bỏ. anh dễ bỏ cuộc quá anh Will à. Em muốn thử thách gì nè? Em anh có thể rap một đoạn mà thể hiện được con người của hai anh. Trời ơi, anh đâu phải chuyên gì rap đâu. Thông cảm cho hai đội trưởng. Dạ rồi em ạ. Lớn tuổi. Đúng rồi, cái não giờ... không có nhạy, nghe nhạc nó beat nó không có gieo dần được. Tụi anh bây giờ chỉ còn tuổi tác để đem ra thôi. Không còn gì cả. Làm thơ không? Gì? Làm thơ đi. Ôi, làm thơ đi. Ôi, làm thơ đi. Trời ơi. Làm thơ hả? Thơ đã. Một bụng. Làm thơ cô bé. À, thơ gì bé hả? Ừ, vô, Chí Thiện. Anh Thiện. Em xinh em đẹp nhất trường. Anh đây cũng đẹp nhất trường của anh. Nếu em mà không... Thôi bớt hai câu được rồi. Hai câu được rồi. Hai câu đủ vui rồi. Nói nhiều nữa sai á. Will nè, nghe nè. Em xinh em đẹp nhất trường. Bánh bèo thì phải ăn kèm nước tương. Ủa? Không có nghe. Ăn kèm nước mắm. Ủa? Will đang tả bé thì cái bánh bèo ăn kèm nước tương. Đâu có. Nè. Tại vì thật ra những gì Thiện nói á là cái gì Thiện thể hiện ra thôi. Còn này nè, trong não biến thái. Không hề, đó là một câu thơ của một người bạn diễn viên em ăn cắp thôi. Không, nói chung là thật sự là hai bài thơ vừa rồi là lột tả đúng tính chất con người đúng. Của bọn anh luôn á. Đẹp nhất trường luôn, anh đẹp nhất trường anh. Bây rồi. Giờ em chọn đi, anh chỉ cần tương tác thôi. Dạ, em... anh Chí Thiện. Rồi, ok, chúc mừng Chí Thiện. Em anh Chí Thiện, em xin lỗi anh. Xin lỗi anh, cho em xin phép được lời đổi anh Quy. Em được lắm. Mẹ ham lắm. Ham lắm. Ai biểu nó anh Chí Thiện trước đi. Ham lắm. Rồi, chứ cảm ơn em rồi, em sẽ chọn rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi thứ 3 của ngày hôm nay. Hai ba. Trời ơi, một nhân vật quen thuộc. Em có biết là chị là một fan ruột của em không? Vậy à, đọc tay chị cái. Hôm nay chị mà làm nó nghe nè, fan ruột có thuộc bài lời của bài người ta không? Trời ơi. Thuộc chứ, trời ơi. Nghe nè, Will, bạn hơi coi thường người em gái của tôi rồi. Will, nghe đi. Ok. Người âm phủ. Rap được câu đầu thôi được rồi. Người âm phủ ha. Ok. Rồi.
3 giờ em còn chưa ngủ. Tin tôi về em biết bao nhiêu là chưa đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay thì phải... Đó, đúng rồi đó. Em quyết định em sẽ về luôn đội chị Sam, về đội Sam luôn. Ố chị ơi. Thôi rồi cho em hát đi, khổ đứng lên hát. Giờ em phải hát. Hát đi, hát đi, em hát đi, hát. Thế giới đôi khi bé thôi, một vòng tay là đủ ôm trọn. Chuyện tình mình rất dài, một vài câu chẳng thể nào tóm gọn. Vì nhớ em từng giờ, anh mơ từng giấc mơ. Luôn có em và anh trong ngôi nhà nên thơ. Dù ngoài kia mưa nắng, không sao đâu có anh rồi mà dù xa cách. Yêu thương trong em vẫn đông đầy và gửi ngàn môi hôn và ngàn câu ca vào hoàng hôn buông chiều tàn. Gửi từng hơi ấm vào ngày đông sang mơn man mà em nhẹ nhàng. Em có thể đi một mình, như là trong tâm trí của anh. Còn em đi đâu thì anh nghĩ tốt nhất là nên có anh bên cạnh. Em có thể thức khuya, nhưng mà rất có thể sẽ đói. Ê, hay là tốt nhất em ăn anh đi, đừng ăn mì gói nhá. Em có thể gặp ai cũng được, nhưng mà tốt nhất không nên là con trai. Em có cần ai nữa, người yêu em nhất là anh đây chứ còn ai. Vì đêm hay ngày, nắng hay mưa tìm về với em anh không ngại. Mặc kệ hết tất cả lý lẽ, anh biết một điều rằng yêu em không sai. Đôi khi anh có hơi ngốc nghếch khiến em hay buồn và giận hờn vu vơ. Em có thể đi đâu đó một lát, nhưng đừng quên phía đằng sau vẫn luôn có anh chờ. Dù là bánh kem hay trà sữa, bất cứ thứ gì để em không giận anh nữa. Nếu thấy mệt mỏi vì nắng vì sương thì về nhà vẫn còn có anh thương, anh thương. Tay nào các bạn ơi, cho thấy cánh tay của người được không ạ? Yo, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Là bầu trời, bởi vì em là mưa rơi, bởi vì em là thanh xuân, bởi vì là em người là anh yêu đến muôn đời. Dù biết còn xa lắm, rồi sẽ đi về đâu, chỉ cần đôi bàn tay nắm vơi đi những đêm sầu. Em có thể đi uống với bạn, nhưng nhớ chỉ được sai ánh mắt của anh thôi. Vì dù anh không quá đẹp trai, nhưng anh biết cũng đủ làm cho em say mê rồi. Em có thể xem phim hàn và mộng mơ từ sáng đến tối, nhưng thứ anh mơ tới hàng ngày là em, là ánh mắt đôi môi. Em có thể tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, nhưng mà vì nhớ anh nên thao thức. Hôm nay có chuyện gì vui không, hay phải chăng có điều gì ấm ức? Có chuyện gì thì nên nói cùng anh, giận dỗi anh thì để anh làm lành. Đừng khóc khi không có anh bên cạnh, nhưng cũng đừng cười với người khác không phải anh. Em có thể gầy như siêu mẫu, em cũng có thể béo tròn, nhưng em vẫn là của anh mặc kệ người khác đợi đến héo mòn. Em có thể chỉ vào màu đỏ và nói đây là màu xanh, vì đơn giản rằng em luôn đúng, vì em là cả thế giới của anh. Dấu năng lượng lắm cô ha. Hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Đang chào mà nát cái đĩa luôn á. Xin mời em giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả khán giả của Sau Đó Ca Từ. Mình là Oset, hiện tại thì mình đang là một rapper đến từ miền đất thủ đô xa xôi đến Hà Nội. Rất vui khi được có mặt tại ngày hôm nay để chơi cùng với cả mọi người. Rất hy vọng hôm nay sẽ có được chiến thắng. Và bây giờ thưa quý vị, thể theo yêu cầu của khán giả tại trường quay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một đoạn rap từ Oset, ca khúc Người Âm Phủ. Oh. Yeah. Xong ca, xong ca, xong ca. Đứng thế em, đứng đây nhá, đứng đây nhá. Ok, mời em. Rồi chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Ba giờ anh còn chưa ngủ, từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Trong phần người âm phủ, người ngủ đêm mơ.
nào cũng như thằng người trên mây. Yeah, tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là Xuân Diệu, anh cũng biết làm thơ vì giờ trong đầu anh tận thương với nhớ. Không sao, chúng ta đã có một giây phút gọi là thoải mái thư giãn cùng với Oset rồi. Và bây giờ em phải chọn đội. Đội trưởng, ai chọn Oset không? Ai cũng chọn á. Ai cũng chọn luôn. Thôi tù xì đi, ai hắn chọn. Vô duyên. Làm tự nhiên ta muốn chọn á, tự nhiên em. Không chơi hên xui, chơi hên xui. Lỡ anh tù xì thua em sao? Thì thôi. Anh tù xì không có giỏi. Thiệt. Anh không tù xì tù giỏi xì luôn. Đi thiệt á. Tại hai người chọn quá mà bạn Oset cũng rất là hiền, không muốn thử thách hai bạn. Vì thế đúng bây rồi. Giờ mình chơi văn minh đi. Quảnh tù xì, nghiêng cấm dùng những cái gì khác ngoài kéo búa bao. Không có chơi đinh giếng hay là rồi, okay. Anh ra cái kéo nha. Không chơi ốc sên được nha. Anh ra cái kéo. Rồi, 1, 2, 3. Ha, ha. Ồ, vậy là bây giờ em về đội canh trí thiện đúng không? Đúng rồi. Ok. Không ngờ, tù xì một cái cô vợ. Thôi, đội tù thiện xong. Có rap, có youtuber cô vợ, rồi xong. Chơi đi. Chơi đi, chơi đi, bánh đi đâu, đâu cần đủ rồi. Rồi mình ok. Em chưa 18. Thêm bạn 17 nữa nè. Bây giờ 17 ra tiếp nè. Tí thử. Bạn này chẻ măng luôn. Xin mời người chơi cuối cùng của ngày hôm nay. Tia nắng đốt tâm hồn ai, tình yêu rực cháy lan tỏa trong nỗi nhớ em. Anh chẳng còn biết nghĩ suy điều gì vì tâm trí anh tê liệt bởi em, đã khiến anh từng phút giây nghĩ về em. Gợi theo hạt tuyết rơi rơi tiết trời mùa đông. Tiếng yêu âm thầm, giờ người đang sống ra sao, có nhớ về một ai khác. Gợi gầm những phút giây xưa vui đùa cùng nhau, trong ký ức chung, hẹn ngày ta sống chung nhà, đi chung nhịp bước chân. Ngày đầu tiên mới yêu với tâm nguyện, yêu em đến tận kiếp sau. Yêu em đến tận kiếp sau. Đi đâu vậy anh Will? Ủa thì còn gì lựa chọn gì đâu, tôi lấy người tôi về. Từ từ nghe ta giới thiệu cái chứ. Rồi, hay em quá. Giới thiệu đi. Vâng, và lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới quý vị khán giả và các anh chị có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay. Vỗ tay mọi người, đội em mọi người, vỗ tay. Nó dư năng lượng liệt. Em về đội của anh Will rồi. Ủa vậy không muốn hả? À, hiểu không Will? Người ta muốn về đội của anh. À, đội anh có thể ba người được em. Bây giờ em muốn về đội chính thiện đúng không? Em mẹ. Không, bây giờ mình lỡ chứ bây giờ thế em đã đợi gì thể hiện là cái đàn nha chơi quạo quá rồi. Em có hay em có sáng tác nữa không hay là sao? Dạ, ca khúc em vừa mới hát là em cũng có sáng tác. Mấy người mà hay cover sáng tác là mấy người phải nghe rất là đúng rồi, nghe rất là nhiều, 4-6 mấy rất là nhiều đúng không Oset? Đúng không em yêu nhiều lắm mà em mới viết được mấy bài đó đúng không? Không, Oset thiện có thể biết là tại vì thiện có cover cái người âm phủ, cho nên thiện biết là bạn ấy không có phải gọi là trải qua nhiều, yêu nhiều, nhưng mà bạn ấy thả thính nhiều. Đúng, Huy đã từng làm một buổi phỏng vấn với Oset rồi. Cậu bé ấy vẫn chưa có gấu. Ừ, nhưng mà thả thính, đi đâu cũng thả được á. Chạy qua, nhà anh có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với em anh say quá. Đó, kiểu vậy. Đó. Ghê thiệt. Ủa, quên quên. Đứng hoang mang. Tôi đã ở đâu vậy? Mọi người nói cho tôi đi. Danny, bây giờ dĩ nhiên là bạn sẽ về đội của bé Will rồi. À, mặt Danny hình như là không vui hả? Cây đàn nha, cây đàn, liệu không cây đàn nha. Thôi Will. Bình tĩnh anh. Em tận cùng của nỗi nhớ. Đó, khác liền. Anh có biết là gì không?
Em rất xuất sắc, em về chỗ đi. Vậy là cả hai đội của chúng ta đã ổn định được đội hình rồi. Bây giờ sẽ đến phần vô cùng quan trọng. Phần đặt tên đội. Chí Thiện đã từng đặt tên những cái tên rất kêu như là Cụ Thiện. Cụ Thiện. Mùa trước là Zugale. Không biết là lần này là cái tên gì? Thiện. Tên gì hai em? Phải hỏi đồng đội của mình chứ. À thế thì mình sẽ đặt đầu tiên mình là đội Thiện Lành. Thế nên nghe là sao nghe cái tên đội giống như là kiểu mình cho một giáo hội vậy ha. Ý đó em fan này đội đội người âm phủ đi. Đúng rồi, người âm phủ là thua á má. Em nghĩ đây phụ anh đi thì anh đội thua hoài, đội đại bại, anh dày nhau huy. Thôi Will đặt trước đi Will, trong lúc mà Thiện nghĩ Will đặt trước đi. Đội này ai cũng trẻ hết thì nè, Will già thôi. Chắc là mình đặt theo cái độ trẻ của các bạn. Đội Will là tên một danh nhân thành đạt. Bé Will trẻ đẹp. Ok, xác nhận. Đội bé Will là tôi, trẻ đẹp là các bạn nha mọi. Đúng người rồi. Đừng nghĩ là tôi trẻ đẹp nha, tôi không phải okay. Tôi luôn. Đội bé Will trẻ đẹp. Ừ. Bé Thiện. Hồi thế đội bên em đặt tên là đội Anh Thiện Sinh Trai. Ok. Sinh Sinh Trai. Anh Thiện. Anh Thiện Sinh Trai. Sinh Trai. Rồi. Như vậy chúng ta có hai đội. Bé Will trẻ đẹp. Trẻ đẹp. Và Anh Thiện Anh Sinh Thiện Trai. Sinh Trai. Chúng tôi ghi nhận. Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Sàn Đấu Ca Từ và đây là vòng tàng hình. Luật chơi là ở vòng này chúng ta sẽ có 3 bài hát và mỗi bài hát vẫn sẽ có 2 phần. Phần đầu sẽ do ca sĩ hỗ trợ trình bày để có thể gợi ý cho các bạn về giai điệu của bài hát. Còn phần 2 sẽ do các bạn thực hiện. Nhưng mà ở trên màn hình của chúng ta sẽ có một hoặc hai dòng chữ được tô vàng, các bạn phải để ý. Và vòng chữ đó chỉ hiện khoảng 5 giây. Sau 5 giây dòng chữ đó sẽ biến mất. Và 10 giây tiếp theo là 10 giây để các bạn có thể nhấn chuông giành quyền ưu tiên. Nếu như mà các bạn nhấn chuông giành quyền ưu tiên mà trả lời đúng thì các bạn sẽ ghi về cho mình 1 điểm. Còn nếu nhấn chuông mà trả lời sai thì sẽ dành 1 điểm đó cho đội của đối thủ. Và nếu trong vòng này đội nào giành chiến thắng sẽ lấy về cho mình 3 triệu đồng. Wow. Ôi nhưng mà bây giờ nè, thí dụ như là biết ấn chuông trước thì là các bạn thí sinh được quyền trả lời luôn, phải đội trưởng không? Không, chỉ có người đang đứng ở đó thôi. Thôi chết rồi. Đội trưởng, có chơi không vậy? Chơi hai mùa rồi đó. Yeah. Bây giờ có chơi không? Bây giờ chơi không? Ôi, khoan, hai đứa. Sống truyền hình. Dạ thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần quan trọng nhất tại vòng 1 này là phòng lựa thí sinh nào sẽ thách đấu với đội trưởng. Phần này rất quan trọng, bạn có thể nếu mà có được cái quyền lựa chọn này, mình có thể lựa chọn người mạnh nhất của đội đối phương để mình đấu trước. Bởi vì vòng 1 này tiền thưởng chỉ có 3 triệu thôi. Những vòng sau tiền thưởng sẽ càng nhiều hơn nên mình sẽ chọn những thí sinh yếu nhất để mình đấu những vòng sau. Để giành được quyền này thì hai đội trưởng phải lắng nghe thật kỹ câu hỏi và trả lời được câu hỏi của chương trình. Ok. Người chơi nào nhấn chuông đầu tiên trả lời chính xác dĩ nhiên được quyền chọn. Nhưng mà nếu trả lời sai, người chơi còn lại sẽ là người chiến thắng. Câu hỏi này rất là căng à. Ừ, hỏi đi. Ok. Câu hỏi Will. Will. Nói giỡn á. Và hả? Đi, câu hỏi. Hỏi thiệt. Will và Chí Thiện. Cả hai đã có tất cả bao nhiêu mối tình? Nè Will, không biết mà nhấn biết sao để thách thức cái đó nè. Để chính xác đó, thì bây giờ anh Thiện nói cho em bao nhiêu mối tình trước đi. Bây giờ để chính xác đi, đúng rồi. Bây giờ mỗi người một nơi nè. Nhiều. Để em cộng lại thử coi hai người bao nhiêu. Đúng xong rồi, anh Thiện sẽ nói. Ừ. Nè bây giờ anh nói nhiều. Cho em anh có bao nhiêu mối tình riêng anh. Đưa tay ra. Tôi vẫn còn hoang mang luôn bây. Nhiều. Bây giờ hỏi thiệt không? Đúng rồi, thiệt. Bao nhiêu? Có phải đâu nè. Không, đưa tay ra con số. Có phải đâu. Nè. Nó có bao nhiêu mối tình có đứng trong nhà nó đâu. Có gì? Ta đưa tay. Mối tình là âm nhạc thôi. Rồi, xác nhận ở đây rồi. Ok, rồi, ok. Chúng tôi có đáp án. Trời ơi, tôi định nói là ai mà biết.
mà nó bắt mình phải có con số cho nó kìa. Con hỏi xàm xí đế thiệt. Rồi, bây giờ anh Thiện hả? Sẽ đưa ra phán đoán của mình. Cả anh và Will có tổng cộng là bao nhiêu mối tình? Cả hai người luôn, đáp án ai gần trúng nhất người đó sẽ thắng. Ờ, lần đầu tiên tôi trả lời câu hỏi mà tôi không biết tôi trả lời gì luôn á. Rồi. Ờ, 8 đi. 8. Ờ, Will. Chưa chính xác. Will. Will là bao nhiêu? Hả? Một con số bất kỳ. Cộng hai người lại. Cộng hai người lại. 10 hả? Thôi anh Thiện thi trước đi. Ờ, okay. Kết quả chúng tôi như vậy thì quá rõ ràng, Thiện là người trả lời sai. Rồi sao? Và Will sẽ là người chiến thắng. Chúc mừng Will. Bây giờ hai người thắng cuộc thì tại sao á? Một câu trả lời sang chi đi. Ủa, tôi là ai và đây là đâu? Cái gì vậy? Rồi, bây giờ anh Will sẽ chọn một bạn bất kỳ trong đội của anh Thiện để có thể ra thách đấu cùng với mình. Ô xét. Trời ơi, em gan dạ quá. Anh hơi xem nhẹ em rồi đấy. Anh không hề xem nhẹ em, anh tự xem nhẹ mình. Bởi vì anh chọn ai anh cũng chết. Hiểu không? Anh chọn đại đó. Và bây giờ là bài hát đầu tiên. Xin mời hệ thống. Oh. Âm nhạc. Rồi xong. Mặt nó ngớ rồi. Người lớn hay hỏi tôi còn có một ước mơ chi không? Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi, còn tôi không mơ như thế. Hey, thử thách của các bạn. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Bắt đầu nhấn đi. Wow. Một đói để ăn. Không được. Hát mà. Hát đi ông ơi. Hát cả bài ấy. Chắc không biết bài này đâu. Lại ho như mùa 1 nữa rồi. Sao? Cái gì? Ổn không? Đang bị ho. Hát được bài này không? Được rồi, được rồi. Để họ đổ quay lại. Bây giờ ca sĩ hỗ trợ sẽ hỗ trợ bạn đến khi mà đến đoạn màu vàng xuất hiện. Nha. Chỉ việc hát là màu vàng thôi. Xin không, mời. Người ta nói thì không cho giờ cắt lời quên nữa nè. Tôi mơ được anh thỏa thích. Anh thỏa thích. Dù béo không âu lo, vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no. Giấc mơ đồ ăn ngặt trên một năm. Vì tôi luôn có một chiếc vùng đôi. Vùng đôi để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Nào cá, nào tôm, nào cua rất ngon. Tôi ăn luôn cả rau, vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn. Vậy nên tôi thích một chiếc vùng đôi để ăn hết tất cả món ngon cả một lúc. Nào bắt nào hoa nào thơm rất ngon không quên kèm cần hoa. Giờ veo thì ăn xong tôi đi tập thể dục. Chúng tôi Will đọc lại đáp án của mình. Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon mà mình thích. Cùng một lúc. Ừ, tại vì bài này dễ thương lắm, thích lắm. Ủa sao bạn nhiên Thiện nhắc vậy? Ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Mình nhường lớp trẻ, anh nhường em thôi. Trời ơi, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cảm ơn em, cảm ơn. Cảm ơn Linh. Không sao cả mọi người, đây là lần đầu tiên thì mọi thứ có thể bỏ qua được. Bởi vì mình cũng hơi bị bệnh, mình mới bay về bệnh. Bệnh từ cái mùa 1 tới giờ, vẫn bệnh kéo dài tới đây luôn. Dư chấn mọi người. Và cũng vì dư chấn của cơn bệnh, anh Quy đã nhường một điểm của mình dành cho đội anh Thiện xinh trai. Bài hát thứ hai, hệ thống. Rồi, mặt thằng đó lại cơ ngát nữa kìa. Biết vậy hay đúng không? Từng con phố thinh lặng mắt ngắm nhìn bóng hình em dõi theo người khi thấy nàng đến đây như
của các bạn. Chưa, người ta chưa kêu 10 giây ông ơi. 10 giây. Nhấn chuông, bắt đầu. Will. Oh, mặt đầy tự tin. Wow, thần thái quá. Ổn không? Rồi quên nữa. Đừng có hỏi, đừng có hỏi giữa giờ. Will, xin mời bạn. Will, hát đi. Ê, ông nhắc nha, nín nè, Sáng muôn màu khi đến thêm phần tự tin. Đó hoa hồng xinh tươi biết hát. Anh ngây dài thêm hơi tiếng ca. Phút giây chìm đắm. Let's make a move, my dancing queen. Phút giây người nhẹ nhàng ngất ngây. Let's make a move, my dancing queen. Đêm nay ta sẽ chẳng quên được. Come to me, my dancing queen. Come to me, my dancing queen. Come to me, my dancing queen. Come to me. Cảm ơn Will. Một bài hát vậy, vậy. Xin mời anh Will đọc lại đáp án của mình. Mọi người đừng làm Will phân tâm nữa. Gì đó, nghĩ quá, nhìn gì đó. Em canh đi. Anh chèm bên này cho. Let's make a move, my dancing queen. Rồi, cảm ơn Will. Chưa, ủa gì tôi đang nói đó tiếp nè. Câu đó là câu gì? Cái gì? Câu chấm là câu gì? Let's make a move, my dancing queen. Phút giây, người nhẹ nhàng. Ôm lấy. Ngất ngay, phút giây người nhẹ ngất ngay. Đúng rồi. Ghi nhận đáp án. Bây giờ xin mời hệ thống. Thấy chưa? Cái chuông bên này làm sao bấm trả được cả. Anh Will anh thủ đoạn lắm, em phải cố gắng. Gì thủ đoạn? Người ta bị bệnh mà thủ đoạn gì? Nặng lắm luôn. Và vượt qua cơn bạo bệnh của mình, bạo Will đã xuất sắc ghi về cho mình một điểm. Chúc mừng anh. Đáng tôn vinh đúng không? Bị bệnh như vậy mà vẫn trả lời đúng là đáng tôn vinh. Bài hát quyết định. Hệ thống bắt đầu. Trời ơi. Bà đẹp nhất nha. Lâu bà lắm này rồi một đó. Thời luôn á. Một thời luôn á. Gắn bó thế hệ 8X. Xin mời ban nhạc. Em à, khi chiếc lá ngoài kia rơi xuống cũng là lúc anh phải đi xa. Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường. Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Thử thách của các bạn. Mười giây bấm chuông. Bắt đầu. Ừ, thấy rồi, tôi thấy rồi. Bên này trước. Oset nói bên kia bấm chuông thì tôi giận. Bên này bấm chuông. Cố tình, chương trình không công bằng. Xin mời Oset. Nhạc luôn. Sợ. Mùa đông đến em vẫn cười. Em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Xong rồi đúng không? Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến sau khiến em se lạnh, đừng lo vì con tôi đã. Hãy subscribe.
Để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Khó không ta? Không biết nữa, em thấy hơi lạ. Hơi lạ. Em thấy hơi lạ thật sự. Rồi xong, công bố luôn đi. Câu trả lời của em là để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn, xin mời hệ thống. Rồi được, 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 được. Tôi bấm sau hiệu lệnh của Sam, bạn hãy bấm trước. Nhưng mà chương trình vẫn như vậy. Tôi không thể tin được, nếu tôi thua là tại vì chương trình, không phải tại tôi rồi. Hay sao nãy nhấn trước người ta không nói. Cái gì anh cũng nói được, anh lật lọng lắm. Và thưa quý vị, sau cơn bạo bệnh, tưởng chừng như Will đã lết được khỏi giường và vươn tới ánh hào quang. Nhưng không, bệnh cũ tái phát. Anh ấy vẫn quỵ xuống. Bệnh lại và bệnh nặng hơn trước. Buồn lắm mọi người ơi. Sao nói đây chưa công bố, công bố đi. 2-3. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về đội của anh Thiện đẹp trai. Ôi. Ừ, bé nói rồi, chúc mừng bé 3 triệu. Tụi em đừng lo, mình còn nhiều vòng mà. Anh lo hơn tụi em.